Nhân sinh của chúng ta có tốt, có xấu.
Nếu chúng ta chọn cho những cái bước tiến về phía trước. Phát quán mạng sai. Pháp để cho pháp thiện của chúng ta trở đầy những cái người tu sĩ kiên trì, kiên trì đến cùng. Tự khở minh bài. Tự khở minh bài. Chúng ta có rõ không bộ bài. Chúng ta có mở rõ việc này hay không? Cảm ơn mẫu ơi. Cảm ơn lão mẫu cái tình yêu thương của lão mẫu. Cho điện thoại. Để mà chỉ quay kiến tạo liên đại của chúng ta. Ơi. Tình yêu nhờ lão mẫu. Chỉ quay. Ha ha. Quỷ sư chi ý. Lão sư của chúng ta trong trận thần bắt đầu sẽ vào nội dung chính của ý ý sao của buổi khai giảng hôm nay kết hợp với chi ý trọng sơn bài huấn văn để gửi đến chúng đồng nhi của chúng ta miễn sử miệng tờ ơi rõ được tấm lòng của lão mẫu đã yêu thương chúng ta như thế nào? Khổ ở mình. Chúng đồ nhi ạ? Dạ. Chiêng sơn chiêng sử. Đời kiếp này. Chiêng sơn tại sử. Chúng ta tại thế. Sống quay khờ. Là do. Lợi sơn tạo trụ. Cuộc đời nhân sinh của chúng ta. Lũ hở chuyển sơ. Phải chọn lựa như thế nào? Miệng bài sơ tạo. Nếu chúng ta rõ việc tu đạo. Chế tạo xiển tạo. Học đạo tu đạo. Chơ phổ trì. Như vậy phần tăng, phần tánh của chúng ta. Hảo hảo phả bộ. Và cái phước khí, phước báo của chúng ta cố gắng nắm bắt lấy. Chiên trì thán trù. Ngày hôm nay các chủ chỉ sang chỉ cùng nhau tụ họp ở nơi này tan tan thản chủ chúng ta đặt gánh sứ mệnh đàn chủ ủ miễn chỉ sang chờ những vị nào đã xong học 5 năm lớp nguyên cứu ban xong rồi chúng ta đưa lên lên chúng ta học ai đã học 5 năm lớp nghiên cứu ban lên chúng ta giơ tay lên chúng ta học lớp 5 rồi đã chúng ta giơ tay lớp 5 và lớp 5 giơ lên các vị nào mà làm đàn chủ 5 năm rồi thì các vị giơ tay lên chúng ta sẽ chúng ta để tay xuống để tay xuống chiều yên bể những vị này là những vị tinh anh chiều đi cho xin miệng chính của trở chỉ nghe trải qua những năm chúng ta học tập gặp nhiều khảo nghiệm truyền bá trong âm thầm đã tuyển chọn sự trong lộ đi và chúng ta kiên quyết trước sau như một sẽ cho giảng bản siêu học tu giảng bản hành nhờ bộ phong trì quyết không buông bỏ quần quần trị tự hỏi bản thân sư phụ chân thị sơn thật sự chúng ta đã được đề thăng lên chưa ủ miền tăng trông ban trình năm trong năm năm học sở ngộ chúng ta đã học được những gì ủ miền thị sơn 5 năm trở lên sư phụ cơm miễn đi có phải chúng ta đã minh lý hơn chúng ta đã thật sự có gánh vác hay chưa? Thiên chủ trợ lệnh đã gánh vác cái thiên sứ mệnh của thiên chức. Sư phụ chịu siêu chúng ta đã tận tâm chưa? Chiêu đi triển phản tận tâm tận lực tu bạc mê kỷ quần
mỗi một lần thầy hỏi con tự gì? Ừ, xem bản thân. Số ba lộ trình. Trong quá trình chúng ta tu bạn sư phổ thần thần có được sang thần lộ truyền thừa và có tiến bộ thêm một bước sư tiến bộ và tiến bộ hay chưa hay sư thuệ bộ hay là khổ thôi chúng ta lùi bước ủ nhẹ sợi nhẹ trong 5 năm chúng ta học tập có dài không ạ? À? Chúng ta học là có dài mà. Trọng quan y sơn. Chúng ta xem lại cả cuộc đời chúng ta. Ủ nhẹ chuẩn nhiên. Thật sự 5 năm nhá mắt là đã qua. Chỉ sự chỉ. Như vậy thì đã qua mất rồi. Ta dùng sự siêu. Nếu chúng ta dùng cái tâm của mình đạo xiên bộ chiến đạo xiên bộ chiến chúng ta ôm lấy cái tâm này đinh tăng học không không giảm bớt thở chọn chiều thì chúng ta có thể được thành tựu quế nhị chân xiên dùng lại phụ trô chân tâm của mình để bỏ ra nhị chân xiên vì gì? Vì chân tâm của mình lại xiên phản để tu bạc công thành quả chỉ thành quả cùng nhau đều được có thành quả phê thống sao cơ phê thống sao cơ thật sự là không có khác biệt thổ tờ nhậu siêu đồ nhiên của chúng ta nếu dùng tâm tại nà đi cho dù chúng ta ở đâu lại nào khổ thọ chúng ta đến Phật đường quê là sợ mộ là vì cái gì than than thú ơ xem đồ nhi của chúng ta chỉ xem phong bản cùng tâm tu bạc mạn hoài si hoàng và tràn đầy niềm hy vọng thuê tổng đạo bộ thúc đẩy đạo bộ sư quế trần chiều sư quế trần chiều là vì muốn cứu vớt tận vô khổ hại càng, sư. Càng nhiều những chúng sinh mê muội lên pháp thuyền điện liệu sinh miệng thắp sáng sinh mệnh tờ miệng tờ và thắp sáng cái ngọn minh đăng này trọng vô sinh miệng nắm bắt sinh mệnh chân lợn dụ dụ chánh chủ nhân của chúng ta làm chủ mùa nhau mỹ hù chúng ta không được mơ hồ mơ hồ qua cả cuộc đời tổ hồ chúng ta rõ chưa ạ? Ồ xin chân khảo nghiệm chỉ chân chân hiện tại bây giờ khảo nghiệm một lần hết một lần đến một lần khảo nghiệm phụ ơ khảo nghiệm đồ nhi siêu phàm tự siêu khảo nghiệm tâm đồ nhi của chúng ta tâm tu bạn sư phụ trì chân có thật sự kiên trì hay không khảo nghiệm phụ ơ khảo nghiệm đồ nhi sinh hoạt chi trong trong cuộc sống của mình lỗ hở vận dụng làm thế nào để vận dụng chân trí huệ chân trí tuệ của chúng ta lại miễn đời để đối diện sau đó sâu xiêng tu việc tu đạo tu tâm cải biến mệnh vận thay đổi vận mệnh quân quân của hỏi đồ nhi của chúng ta mình ư sư phụ vận mệnh có phải cơn hậu ngờ đã tốt hơn chưa chưa mình ư lũ hờ vận mệnh làm thế nào hiếm thổ tờ siêu là dựa vào tâm
đời nhân sinh của mình như thế nào? Lạc quan hoan hỷ. Là quan hoan hỷ. Sử y thiên. Cũng là qua một ngày. Yêu trở phản nào. Ưu sầu phiền não. Yê sử y thiên. Cũng là một ngày. Thú ớ xảm nhau. Nếu điều gì của chúng ta muốn. Sợ mở khổ. Làm thế nào để qua. Chúng ta chọn vui vẻ hay là chúng ta chọn ưu sầu à? Đồ nhiên của chúng ta rất rõ. Cuộc sống của mình. Chúng ta có rõ cuộc sống của mình chúng ta phải nắm bắt như thế nào chưa ạ? Có rõ chưa ạ? Tự tánh của chúng ta phải tự tu. Không được cầu ngoại tướng. Nội tâm của chúng ta lương thiện. Và dùng thiên tâm của mình. Lương tâm của mình để làm chủ. Thổ tờ xiao phản. Đồ nhi của chúng ta tu bàn. Tự kỷ chiêng trù. Tự mình rõ nhất. Mẹ nén tả xiao. Mỗi năm. Mẹ nén định xiao. Mỗi năm chúng ta phải định xuống. Tự kỷ xuyên xiao. Mục tiêu tu bàn. Tờ mục tiêu. Mục tiêu tu bàn. Tu bàn của chúng ta hàng năm chúng ta phải định xuống. Mẹ nén kiểm sử. Mỗi năm chúng ta phải kiểm thảo. Tự kỷ sư phụ. Bản thân mình đã. Yêu hoàn thành. Hoàn thành hay chưa? Tự xiêu tự động. Tự tu, tự đi làm. Nâng tự ủy. Có thể tự chữa. Sở xuế đạo đờ. Tự kỷ luật. Những gì mà chúng ta học được. Thải huệ tra sư. Mới là xác thực. Mới có thể thải nở sân thở. Cắt sâu vào trong tâm của mình. Ủy lợi phân xảo. Ủy lợi phân xảo. Và chia sẻ với những đạo thân chung quanh. Xô xiếng hảo trụ. Những việc chúng ta tu đạo là như thế nào? Chân xiu. Là điều là do chúng ta chân tu. Chân sử bản xiu. Chân sử bản xiu. Chân. Chân thực để mà ban hành. Xô xiếng quỷ ý. Tu hành. Tự kỷ sư luận. Chỉ có sư phó miễn bài. Chúng ta chỉ xem chúng ta có cái nguyện vọng gì. Chúng ta đã rõ hay chưa? Đi lợi sở mở nguyện. Và chúng ta rõ chúng ta đã lặt xuống những nguyện gì hay chưa? Chữ chỉ nguyện lì. Nguyện lực của mình. Sư phó chi tờ. Chúng ta còn nhớ hay không ạ? Chi tờ chi tờ. Ý nguyện lì. Dùng nguyện lực của mình. Lái chiến xiêu. Để chiến xiêu. Thiểm nguyện lì. Để đi làm và hoàn thành tâm nguyện. Tụ qua khảo nghiệm. Dựa vào cái nguyện lực của mình để vượt qua được cái khảo nghiệm. Nguyện lì xu sần. Nguyện lực rất là thù thắng. Lý trí chân sự. Lý hành chân sự. Lập tâm chân thực. Phê suy giả. Không được hư giả. Chân hành chân ý. Chân tâm thành ý. Lại lý nguyện. Để mà lập nguyện. Nguyện lý quảng đạo. Nếu nguyện lực của chúng ta quảng đại. Không được đổi dời, không được hoài nghi. Hy vọng đồ nhi của chúng ta.
dựa vào chính mình. Tờ sự nguyện. Nguyện lực của mình. Để tự kỳ trưởng trọng. Để cho mình tiến bộ. Tờ chi hội. Trưởng thành, cái cơ hội tiến bộ và trưởng thành. Hảo hảo cảm ơn. Cố gắng cảm ơn. Thiên ơn sư tờ. Thiên ơn sư đức. Dầu bộ quảng trị. Mãi không được quên. Phổ quay lý trị. Phật quy lễ tiết. Quỷ đông chuẩn. Phải làm chuẩn. Bị mộ phản. Chúng ta là một tấm gương. Y chuẩn đi cảm động. Vì thành tâm thành ý để cảm động. Do do chiếm hồ. Những bạn chung quanh. Y chỉ xong. Cùng nhau tu bàn. Học bác ạ. Được không ạ? Chúng ta học tập không bao giờ ngừng nghỉ. Khổ ở mệt. Đúng chứ ạ? Tài trợ ý thơ. Chúng ta mang một cái tâm ý nguyện xin trường. Khoai lượng được chứ. Một cái tài xế xì. Vui vẻ hoan hỷ để học tập. Đi đi bình an. Ngày ngày sẽ được bình an. Cầu xin an. Cầu tâm an. Quảng nội chờ. Cầu vào nội tâm. Hướng vào nội tâm mà cầu. Mô mị sư trị siêu. Đừng có mê. Mê muội đi cái tự tánh của mình. Tự lại chiêm chiều. Vốn vị rất thanh tịnh. Tổ hò. Rõ chưa ạ? Từng câu từng câu. Tàn nhân phố ơ. Chỉ mong đồ nhi. Phạm tài xin trông. Để lại trong tâm của mình. Chịu chi vệ sư. Chịu chi vệ sư. Và tin điều. Hãy nhớ những lời dặn dò của thầy. Cho y sân. Đời cuộc đời này của chúng ta. Của tờ quang thải. Phải xong thật là ngoạn mục. Sao hòa sơn siêu. Học theo pháp thiện của thánh thiện tiên Phật. Chư Phở Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát. U hoàng lái sư. Đừng có quên đề kiếp. Ngà và ngày hôm nay chúng ta đến đây. Nhân sinh dẫu y trào. Nhân sinh dẫu y trào. Đời cuộc đời là chúng ta trải qua. Chị chỉ tờ lợn sơn. Đi qua. Và cuộc đời của chính mình. Yên mê tờ tàu. Bởi vì do chúng ta đắc được đạo. Xuyên xâu tàu. Học tu đạo. Sáng xiên trơ thảo lộ. Tin tưởng con đường này chúng ta chọn. Sự trông bổ phạm chỉ. Trước sau quyết không được buông bỏ. Kiên trì tiến chiều. Kiên trì tiến về phía trước. Dầu bổ lộ hậu. Mãi không bao giờ bị lạc hậu phía sau. Giản sư phụ. Giáo ý viên tiểu. Thầy và cùng với chúng ta sớm đã hẹn ước với nhau. Hổ ẩn mòn. Dạ. Định rồi. Chúng ta đã hẹn ước với nhau rồi. Bổ nhờ quảng trị. Đừng bao giờ quên. Học hò. Đừng học hò. Cùng nhau hỗ trợ giúp đỡ.
Thành tựu tiên Phật ở nơi này. Sư sông trời điều mê tớ y. Thế gian để lại bị đức. Chúng ta hãy bảo trọng. Đồ gì của chúng ta hãy bảo trọng. Tâm an và pháp hỷ. Phật tánh chúng ta. Chúng ta giơ tay lên chào thầy. Thầy cái lão sư nghe tin hào đã hẹn ước cùng với đồng tu huệ huy sở. Chúng ta vẫy tay chào đồng tu của chúng ta hộ đạo chúc phúc cùng nhau chúc phúc vô luận tại thở chỗ bất luận ở phương nào ta gia quản chế đi. Chúng ta đồng tâm đoàn kết một lòng cùng nhau vượt qua nạn quan những cái quan khó hồ sang kế ủy chiêm xiang đà chỉ. Chúng ta phải ở khích lệ cổ vũ lẫn nhau hồ sang trợ phụ cùng nhau chúc phúc chiêm thăng bình an khỏe mạnh bình an. Hiện trường lại thầy hỏi những quý vị hôm nay đến hiện trường cùng nhau chúc phúc lẫn nhau. Công chỉ từ mẫu tình yêu của lão mẫu lúc nào cũng trong lòng của mình và tình yêu của tất cả chư Phật mãi mãi chúc phúc hy vọng các đồ nhi chúng ta chịu chỉ chân xấu và nhớ tu bàn sử liên thiện hoàn chân tu thuộc liền bảo trợ tự kỷ phải giữ cái tấm lòng tờ sư truyền và tâm nguyện của mình chịu chỉ xấu liền tinh tấn tu luyện hảo không hảo hảo thầy sẽ ẩn trong Phật đường biểu khổ xin trông và lưu lại trong tâm đầu nhi của chúng ta vũ xe quan hải một tình yêu vô hạn vì trụ lì và trợ lực chúng ta trụ phổ ai thô chúc phúc đầu nhi kính yêu nguyện xiếng nguyện mạng nguyện hạnh của chúng ta được viên mãn. Ta gia bảo trọng. Mọi người chúng ta bảo trọng. Họ. Xin xin lão sư. Chúng ta rất cảm ơn lão sư của chúng ta đã từ bi. Chính tự linh thần lại cho mình cổ lý. Đích thân lâm đàn để khích lệ chúng ta. Lão sư rất là ai của mình. Điều này chứng minh lão sư rất yêu thương chúng ta. Để truyền đạt được lão cụ của sự từ ái. Và cũng truyền đạt được cái tình yêu từ bi của lão mẫu. Và khích lệ chúng ta lúc nào cũng yêu thương và bảo chúng ta phải và hỏi chúng ta tu có tốt hay không. Chúng ta hướng về bề trên lập nguyện chúng ta đi thực tiễn và làm hay chưa. Nên hiện tại bây giờ có rất là nhiều khảo nghiệm sẽ đến với chúng ta. 老师关心我们，有没有在考验当中受到影响？
Lão sư quan tâm chúng ta trong quá trình khảo nghiệm chúng ta có chịu ảnh hưởng đó hay không? Và lão sư khích lệ hãy dùng quyền lực của mình để vượt qua mọi khó khăn. Và cũng quan tâm những đàn chủ đã học 5 năm trở lên. Có tu tốt hay chưa? Bạn có tốt hay chưa? Có thể nói ân sư chúng ta kỳ vọng đối với chúng ta rất nhiều. 不管在现场或是海外的同修，老师一样的关心。 Bất luận ở hiện trường ở đây hoặc là những đạo hữu nước ngoài, lão sư của chúng ta đều rất là quan tâm. 老师也提醒我们，愿大力大。 Lão sư cũng nhắc nhở quyền lực lớn thì con chúng ta quyền lớn thì sẽ được trở được lớn. 我们不要忘了自己的誓愿。 Chúng ta đừng quên đi cái quyền ước của mình. 老师也提醒我们，过去在 来人间之前跟老师都有约定。 Lão sư cũng nhắc lại một lần nữa, trước khi chúng ta đến trần gian, chúng ta đã cùng với lão sư hẹn ước qua rồi. 师徒要来人间大办一场。 Thầy và trò của chúng ta đến nhân gian để cùng nhau tu bàn cứu độ chúng sinh. 希望各位谨记老师的交代。 Và hy vọng tất cả đồ nhi của chúng ta hãy nhớ những lời thầy đã dặn dò. 大家，老师并没有离开我们。 Và thầy chúng ta không có rời xa chúng ta. 你在现场。 Đang ở trong hiện trường, trong phần đường để thôi. 相信在国外的, Tin tưởng những đạo trường, đạo phần đường ở nước ngoài, lão sư cũng ở trong phần đường để mà phù hộ chúng ta. 来保护大家, và phù hộ bảo vệ chúng ta. 普照大家, hộ chiếu chúng ta. 所以我们要心存感恩的心, chúng ta tăng phải tồn cái tấm lòng cảm ơn. 来完成今天的堂主班课程, để hoàn thành nghe xong cái lớp đàn chủ của ngày hôm nay. 祝大家在这个堂主班能够收获满满, chúc phúc các vị lớp đàn chủ ngày hôm nay thu hoạch thật nhiều. 出班以后好好的做, xuất đi ra lớp rồi chúng ta cố gắng về để đi làm. 再不辜负我们恩师对我们的期待, mới không phụ lòng cái mong đợi, mong đợi của lão sư. 好，大家愿意加油。 nguyện lực của chúng ta cố lên. 谢谢大家。 Cảm ơn các vị. 谢谢，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 谢
唱首师徒歌。Thầy thường là mong chúng ta, tất cả chúng ta hát một bài là Đầu Nhi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
祝福老母，祝福老母，母亲节快乐。
人呢？还有人吗？会好好修，会好好修，好好办，好好办，报答天恩师德，报答天恩师德，到老虎的身边，我们会回到老虎身边，伴老虎，陪伴老虎，请老虎放心，请老虎放心，好。